Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Chiến ở Châu Thành, Tiền Giang. Em chào anh Chiến. Dạ, chào anh Tâm ạ. Dạ. Chào các cô chú anh chị gần xa. Hôm dạ. nay em về được 4 cây mai thần chậu. Dạ. Muốn giao lưu với các anh chị với có thanh lý một số cây tàn với mấy cây phôi. Dạ. Rồi, bắt đầu đo chiều cao ha. Rồi, bắt đầu vào cây số 1 đây. Đầu tiên là cây mai tàn số 1. Và wow, để giữ ha. Cái này là bộ đế hết chê. Yeah. Rồi em đo ngay chỗ vị trí này là cái hoành thân của nó là 38. Rồi 38 ha. Em đo xích xuống ngay chỗ cổ đế nó là 40 anh. Rồi. Bộ đế nôm nó 4 tấc luôn anh. Dạ. Yeah. Nôm sổ ha. Nôm sổ. Rồi cái nồi đế luôn anh. Tổng cái nồi đế của nó là 140 anh. Rồi 140. Cái này chiều cao nó từ cái mặt chậu lên là 1m1 anh. Dạ, 1m1 ha. Dạ. Yeah. Cái này thường chậu luôn chứ anh? Cái này thường chậu nay mấy tháng anh ơi. Dạ. Yeah. Đế thì VIP ha. Đế đều 4 mặt hết. Để mình đi một vòng cho mình xem ha. Đấy đều 4 mặt luôn. Cái này nằm chỗ mấy mấy tấc anh? Cái này nằm chỗ 1 mét anh. À, 1 mét ha. Đấy thì VIP luôn ha. Đấy đẹp. Rồi có giá nhanh. Cái này giá 7,5 triệu anh. Dạ 7,5 triệu ha. Dạ. Rồi mình ship cho anh. Cái này thì em giao lưu tại vườn. Dạ, giao lưu tại vườn ha. Báo giá nó cũng rẻ anh. Dạ, giá thì mềm ha. Dạ. Đấy thì đẹp luôn. Rồi tiếp theo luôn anh. Rồi qua cây số 2, cây tàn dù anh. Cây số 2 ha, mai tàn dù. Rồi chiều cao nha. Cái này chiều cao của nó là tầm 2 mét anh. Dạ, rồi tán ngang. Tán ngang của nó cũng tầm 2 mét luôn anh. Dạ, không tàn dù ha. Dạ. Cái này cái đặc điểm là nó đang lên xù nè. Đây. Nó đang ra xù chả hết rồi. Mấy nách ha. Dạ, mấy nách nó ra xù chả. À, nuôi thời gian thì lên nhiều ha. Dạ. Này uống được mấy nước nhôm anh? Cái này mới có 2 nước nhôm anh. Dạ, 2 nước nhôm ha. Đây cần phân bố đều ha, cũng kiểu mới nè, cập nhôm. Rồi quanh thân luôn anh. Rồi quanh thân là 40 anh. Dạ 40 ha. Dạ. Nồi đế là 101 anh. Rồi. Cái thốt thân lên là cái chân cành đầu tiên ha. Lên tới chân cành đầu tiên là 90 anh. Rồi 90. Cây thì lên xù ha. Đây. Thế thì cũng là Tết anh em đem về là chỉ là có việc chơi thôi chứ không đây. Còn làm gì nữa. Cũng chảy đều bốn mặt luôn ha. Công thì to lực. Rồi có giá nhanh. Dạ, bông đẹp ha. Dạ. Bông từ mấy cánh anh? Cái này là ẩm em thấy một bông nó ra 8 cánh anh. Dạ, 8 cánh ha, bông đẹp quý vị ơi. Rồi mình giao lưu giá nhanh. Cái này 50,5 triệu anh. Dạ 50,5 triệu ha. Dạ. Cũng giao lưu tại vườn vậy anh? Dạ đúng rồi, cây này giao lưu tại vườn. Rồi tiếp theo luôn anh. Rồi cây số 3. Dạ tiếp theo là cây số 3 ha. Rồi chiều cao nhanh. Cây này cao cũng tầm 1m1 anh. Dạ 1m1 ha. Rồi hoành thân. Hoành thân là 44 anh. Rồi 44. Củ đế là 70 anh. Rồi củ đế 70 ha. Củ nở. Cái này là ra chia cạnh rồi có sẵn rồi anh em. Dạ. Về cặp dây vô là chơi thôi. Rồi có giá nhanh. Cái này giá 5 triệu không? Dạ 5 triệu ha. Dạ. Cũng giao lưu tại vườn luôn. Dạ giao lưu tại vườn. Cây thì rất tốt ha. Lá xanh mướt luôn. Cái trực lắc để lực. Rồi tiếp theo luôn. Rồi,
Dạ, cây số 4 ha. Rồi chị cao nha. Cây này cao tầm 1,5 m à? Dạ, rồi tán ngang. Cây này tán ngang 1,1 m anh hai anh. Dạ, lùng lực ha. Dạ. Chuẩn, cây này chuẩn bonsai luôn. Rồi anh sang vòng luôn. Đúng chuẩn bonsai. Từng chậu lâu cho anh. Cây này từng chậu cũng lâu anh. Dạ. Rồi chỉnh sửa được mấy nước nhâm anh? Cây này qua 3 nước nhâm rồi. Dạ, 3 nước nhâm ha. Tay cành phân bố đều. Cũng kiểu mới ha, cặp nhâm. Cặp nhâm. Tròn đều. Cái này quá cái là được có cái củ nó dạ. Đặt lên. Củ nở ha. Dạ. To lực. Củ nó quá trời cái củ. Rồi, quanh thân quanh. Đấy thì cũng 25 ha. Cái này quanh thân là 35 anh. Rồi, 35. Củ to ha. Rồi cái củ của đặt của nó là 57. Rồi 57. Rồi anh sẽ dòng đế luôn ha. Hàng này để cho anh em sưu tầm về à. Cho cái hàng quái của anh em chơi được. Đế thì cũng chạy đều của mặt ha. À. Y như cái lục bình ha. À. Đây không thể đây. Rồi có giá nha anh. Cái này giá 7,5 triệu. Dạ, 7,5 triệu vậy ơi. Cũng giao lưu dạ vườn ha. Dạ. Cây thì đúng chuẩn bonsai, rất lực. Hoành to, giá thì nhỏ ha. Dạ. Rồi, tiếp theo luôn anh. Dạ, cây số 5. Rồi, cây mai tàn ha. Rồi, chiều cao nha. Cây này cao 3,5 m. Dạ, 3,5 m ha. Rồi trái ngang 3 m. Đây cành phân bố đều ha. Cây này đế đều 4 mặt hết luôn. Dạ đây đế đây. Củ nở. Dạ rồi quanh thân nó đơm như cái dừa đó. Rồi quanh thân là 52 anh. Rồi 52. Tấm cái củ đặc của nó là dạ. Quanh đế ha. Tổng cái cổ đế của nó là 128 anh. Rồi cái đường kính bộ đất qua từ đây qua đây nhiêu anh? 90 anh. À. Bộ đất to ha, chất dạ. Lượng. Cái phần này là nó lên xù vậy anh. À, cái này nó đang ra xù bú anh. À. Ra xù đế hết luôn nè. Nó ra cục. Độc lạ ha. Đế thì 24 giờ luôn. Đây. Em đi một vòng đế cho vị xem. Đây là cũng bao bông cho anh em luôn. Dạ. Có chừng chiều trước luôn ha. Đế thì 24 giờ luôn. Lên xù, cái này cũng xù dây cốc ha. Dạ đúng rồi. Đây, đây xù dây cốc ha, còn đây xù xù nu ha. Thôi nhẹ. Đây, tay cành đây. Phân bố đều. Hơi bị gượng nắng, quý vị thông cảm nha. Bông từ mấy cánh anh? Cái này bông từ 7 cánh tới 9 cánh anh. Dạ, yeah, bông đẹp ha. Dạ. Thân thì lắc ngay đây. Tàn thì tròn đều. Dạ. Yeah. Rồi, có giá nha anh? Cái này giá 18 triệu anh. Dạ, yeah, 18 triệu ha. Rồi mình xếp xanh. Dạ tại vườn luôn ha. Đây tay cành đây. Rất đều. Tán thì rộng ha. Đây mặt đây đây. Rồi, tiếp theo luôn anh. Tiếp theo cây số 6 anh. Dạ, cây số 6 ha, cũng mai tàn ha. Cũng cây tàn.
Dạ. Cái này là tàn tự nhiên anh, đó giờ không có qua chỉnh sửa. Dạ, tàn tự nhiên không chỉnh sửa. Rồi chiều cao nhanh. Đây là cao cũng tầm 3 mét rưỡi anh đó. Dạ, quá cao luôn ha. Tán ngang thì tầm 3 mét 2 tới dạ. Tầm 3 mét rưỡi luôn. Tán thì rộng ha. Dạ. Đây cành phân bố đều, rất tròn nè. To lực. Rồi quanh thân luôn. Cây hoành thân 46 rồi, 40 gần 47 tính 46 à, cứ trừ hao ha. Qua cái nồi khủng luôn, nồi đế khủng ha. Tổng cái đường kính chiều dài của bầu là cũng 90 anh. Dạ 90. To chất lượng ha. Cây này đế thì nó quá nhìn nó giống như trang con nhím nhện vậy. Dạ. To hình thú ha. Hình thú. Đây. Độc lạ. Đế đây, dùng dùng cho bị đây xem ha. Hai cái giò trước ở trong gò nè. Dạ, tựa con nhìn nhện ha. Dạ. Chân cẳng hai bên rồi đầy đủ hết. Dạ. Điều 24 giờ luôn. Đây tổng thể đây. Tròn đều ha. Thân thì lắc ngay đây. Hơi nhẹ. Tán thì rất rộng ha. Một cốt. Rồi có giá nhanh. Cái này giá 16 triệu anh ơi. Dạ 16 triệu ha. Dạ giao lưu tại vườn luôn. Dạ cũng giao lưu tại vườn luôn quý vị ơi. Đây, tay cầm đây. Mình to giá nhỏ ha. Rất mong mọi người ủng hộ cho anh Chiến. Cây thì cái giá là em bao cho anh. Dạ. Luôn. Đế thì đẹp luôn. Rồi, tiếp theo anh. Rồi, tiếp theo là em thanh lý cho các anh, các chị, cô chú là một lô phôi 6 cây. Dạ. 6 cây phôi này ha. Dạ. Rồi, có đo tổng thể dạ. Hoành từng cây cho từng cây một ha. Chú tham khảo luôn. Rồi cây số 1 là hoành thân 37 anh. Rồi 37. Cây này hoành thân có hoành thân là 34 anh. Rồi 34. Cây số 3 là hoành thân của nó là 30. Rồi 30 ha. Cái này có hoành thân là 22 anh. Rồi 22. Cái bên đây là cũng 22 luôn. Rồi, hai cây cỡ ha. Dạ hai cây cỡ. Qua cây hình thú này. Rồi, cây này hình thú nè, đế thì đúng chuẩn bonsai ha. Có hoành thân là 27 anh. Rồi 27. Cây số 6. Hoành thân của nó là 34 anh. Rồi, 34. Phẩm sinh giao lưu là 6 cây phôi này là giá 4 triệu. Dạ, yeah, chiều cao dao động từ nhiêu anh? Thấp cao nhất với cao nhất ha. Thấp nhất đi. Cây thấp nhất là cao 60. Rồi, cao nhất luôn. Cao nhất là 1m1. Rồi, 60 đến 1m1 ha. Dạ. Dáng thế thì đa dạng ha, giật lắc có, dáng siêu có. Rồi dáng giật cũng có luôn ha. Rất là phong phú, đa dạng. Mình thấy đế đây thì cũng đều đẹp ha. Đó, có con cây này thì dáng thì con cây dáng bay ha. Đó. Đấy thì đúng chữ một size, có cây hình thú nè. Đó, chân trước chân sau đầy đủ ha. Có cái đuôi luôn nè. Đó, hai chân trước nè. Hai chân sau. Đây, mình thấy đây. Rồi có giá nhanh. 6 cây này cũng giao lưu 4 triệu. Dạ, 6 cây chỉ có giá 4 triệu thôi ha. Dạ. Và mình ship anh. Thì anh em muốn giao lưu tại vườn ha. Ship thì anh em có liên hệ thì anh em thỏa thuận thì dạ, dạ. Ship thôi. Có gì thì liên hệ với anh Chiến thỏa thuận giao lưu quý vị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi qua tiếp theo là tôi. Dạ. Cái này thì mình đang nuôi. Cây số 7 ha.
Rồi chiều cao nhanh. Cái này cao tầm 2 mét rưỡi à. Rồi 2 mét rưỡi. Để giữ ha. Đây tại cạnh đây. To lực. Phân bố đều luôn. Cái nuôi nó được mấy tháng rồi anh? Dạ. Xanh tốt ha. Rồi quanh thân của anh. Cây này mình thấy lên gần ha. Rồi ngay cái vị trí này là hoành thân 53 anh. Rồi 53. Đế thì rất lực. Rồi hoành cũ luôn ha. Tổng cái hoành cũ của nó là 69 á. Rồi 69. Rất to. Đế thì bỏ đều bốn mặt ha. Cái này hình thú. À, hình thú luôn. Là cái hình từ cái đuôi này ra tới cái giò hai cái giò trước nó bò là 95 anh. Dạ. Đấy rộng ha. Dạ. Này hình con gì anh? Nhà mình tưởng tượng anh em muốn tưởng tượng nó ra con gì thì nó ra thì em cũng không biết. Nó quái nó lạ. Đây có cái đuôi nó đây ha, nó xè cái nè. Nó xè cái. À. Hai chân trước nữa. Đấy thì bốn mặt luôn đều có. Ở chân chịu trước luôn nè. Mặt ở đây cũng có luôn ha. Đây. À, đầy đủ. Tay cành thì đây to lực ha. Đó, con bố đều luôn, mặt nào cũng có. Rồi có giá nha anh. Cái này giá 47 triệu anh. Dạ 47 triệu ha. Dạ. Rồi tiếp theo luôn anh. Dạ cây số mấy anh? Cây số 8 anh. Dạ số 8 ha. Cây thần chậu. Rồi chiều cao nhanh. Cây này cao tầm 1,5 mét anh. Dạ rồi tán ngang. Tán ngang 2 mét. Dạ 2 mét ha. Thần chậu lâu chưa anh? Cây này thần chậu lâu anh ơi. Dạ. Rồi mình chỉnh sửa được mấy nước dâm anh? 3 nước anh. Dạ. Đây cành phân bố đều ha. Rất đẹp. Rồi quanh thân của anh. Cây này thì cây chiếc lắc ha. Cây này có hoành thân là 43. Rồi 43. Rồi cái nồi đế luôn anh. Cái cổ đặt của nó là tròn 80. Rồi tròn 80 ha. Đây để đây. Cây thì cộng to ha, lực. Cây đang nuôi nên không có. Không có mồi nhiều ha. Không có mồi nhiều. Có chân chịu trước anh? Dạ có anh. À có đây, ha. Cái chân à, chịu hôm trước cho bị chản lên nè. Bốn mặt đầy đủ luôn. Đế thì gõ nét. À. Thân thì lắc ha. Đây cành đều đây. Mình nó sáng từ trên dưới luôn. Dạ. Dặn thân ha. Phân bố đều, tay cành to lực, đúng chuẩn bonsai. Đã chỉnh sửa ba nước nhâm. Thân thì tròn đều ha. Rồi có giá nhanh. Cái này giá 18 triệu đó. Dạ 18 triệu ha. Dạ. Giá Zalo tại vườn. Dạ Zalo tại vườn. Rất mong mọi người ủng hộ cho anh Chiến. Rồi tiếp theo luôn anh. Tạm tạm thôi Zalo với các cô chú anh chị bao nhiêu đây thôi. Dạ. Mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ Thôi, cảm ơn anh Chiến nhiều ha. Dạ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua mai vàng thì hệ số của anh Chiến mình để phần tiêu đề video. Quý vị vào xem và liên hệ anh Chiến là thằng Zalo nhé. Rồi video mình cũng tạm dừng đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.